Xin kính chào và kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Chủ nhật ngày 1 tháng 9. Thưa quý vị, sáng nay, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến dự và phát biểu tại lễ trao học bổng lần thứ 21 năm 2024 do Quỹ học bổng Ninh Hòa tổ chức tại phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao tặng học bổng cho 597 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Ninh Hòa với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng, trong đó có 505 học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, 60 sinh viên và 25 em học sinh mồ côi cha mẹ. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân gửi lời cảm ơn tới các tổ chức cá nhân đã tài trợ, đồng hành cùng Quỹ học bổng Ninh Hòa và các thầy giáo cô giáo đã quan tâm chăm sóc, dạy dỗ các em học sinh sinh viên trong thời gian qua. Lãnh đạo tỉnh mong muốn trong thời gian tới, các tổ chức cá nhân tiếp tục tài trợ, đồng hành cùng quỹ để kịp thời giúp đỡ cho các học sinh sinh viên vượt qua khó khăn, học tập tốt, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho hai cá nhân có nghĩa cử cao đẹp, có nhiều đóng góp cho Quỹ học bổng Ninh Hòa. Từ tháng 9 năm nay, nhiều chính sách mới có hiệu lực, trong đó đáng chú ý là chính sách tín dụng cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và sẽ dừng cung cấp mạng di động 2G từ ngày 16 tháng 9. Cụ thể, ngày 15 tháng 7 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 10/2024 QĐ-TTg về tín dụng thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn có hiệu lực từ ngày 2 tháng 9 năm 2024. Quyết định này quy định về chính sách tín dụng cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quyết định số 1978 QĐ-TTg. Ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, quy định này cho vay đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa hai loại công trình bao gồm công trình cấp nước quy mô hộ gia đình, công trình vệ sinh môi trường hộ gia đình. Đối tượng được vay vốn là hộ gia đình cư trú tại vùng nông thôn nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú. Điều kiện vay vốn là đối tượng này phải cư trú tại địa phương thuộc vùng nông thôn chưa có công trình cấp nước, vệ sinh hộ gia đình hoặc có nhưng bị hư hỏng và cần xây mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa. Mức cho vay tối đa là 25 triệu đồng một loại công trình trên một khách hàng, trong thời hạn vay tối đa là 5 năm, tức 60 tháng với lãi suất như sau. Lãi suất cho vay 9% một năm, lãi suất quá hạn 130% lãi suất cho vay. Theo lộ trình dừng vận hành hệ thống di động 2G của Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, từ ngày 16 tháng 9, tất cả các nhà mạng viễn thông Việt Nam sẽ dừng cung cấp dịch vụ cho những thiết bị dùng công nghệ di động 2G trên phạm vi đất liền, trừ trường hợp mục đích truyền nhận dữ liệu giữa các thiết bị hoặc tại quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Nha Trang, DK. Nội dung này được nêu tại thông tư số 03/2024 và số 04/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Các thiết bị chỉ hỗ trợ mạng 2G có nguy cơ không thể sử dụng dịch vụ từ thời gian trên. Nhà mạng cũng không thể can thiệp do giấy phép băng tần 900-1800MHz vốn là tần số chính dùng cho dịch vụ 2G tại Việt Nam, khi đó sẽ hết hạn. Giá ga bán lẻ tại thị trường trong nước tháng 9 tiếp tục tăng theo giá ga thế giới kể từ ngày 1 tháng 9. Đây là tháng thứ hai liên tiếp giá ga bán lẻ trong nước được điều chỉnh tăng. Cụ thể, giá ga bình Petrolimex bán lẻ tháng 9 tại thị trường Hà Nội là 451.500 đồng một bình dân dụng 12 kg, 1.805.800 đồng một bình công nghiệp 48 kg, lần lượt tăng 3.300 đồng một bình 12 kg và 13.200 đồng một bình 48 kg. Giá ga bán lẻ tăng là do hợp đồng giá ga thế giới tăng. Ngoài ra, biến động tỷ giá cũng là một nguyên nhân khiến giá ga nhập khẩu về Việt Nam cũng tăng. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá ga bán lẻ trong nước có 5 lần tăng, 3 lần giảm và 1 lần không thay đổi. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, toàn quốc xảy ra 58 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 46 người trong ngày hôm qua 31 tháng 8, ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay. Trong đó, đường bộ xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông, làm 27 người chết, 45 người bị thương. Đường sắt xảy ra một vụ tai nạn giao thông, làm 1 người bị thương. Ngoài ra, công an các địa phương đã xử lý hơn 12.600 trường hợp vi phạm, phạt hành chính số tiền 26 tỷ 500 triệu đồng, tước giấy phép lái xe hơn 2.350 trường hợp. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn là gần 2.600 trường hợp, vi phạm về ma túy là 15 trường hợp, vi phạm về tốc độ là hơn 2.900 trường hợp. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, lượng khách du lịch đến với Nha Trang Khánh Hòa đã bắt đầu tăng. Ghi nhận tại một số khu du lịch, bến tàu du lịch, lượng khách trong dịp lễ năm nay đông hơn so với các ngày nghỉ cuối tuần. Tuy nhiên, không xảy ra tình trạng chen chúc, giá cả tại các điểm tham quan không tăng so với ngày thường. Thời tiết nắng đẹp, từ 8 giờ sáng,
nhiều đoàn khách du lịch đã đến bến tàu du lịch Nha Trang để đi tham quan tour đảo với các điểm đến như khu du lịch Bãi Tranh, Vịnh San Hô, Bãi Mini, Hòn Tầm. Ghi nhận trong ngày đầu nghỉ lễ, bến tàu du lịch này đã đón khoảng 5.000 lượt khách. Với thế mạnh về các tour biển đảo, dự kiến trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, bến tàu du lịch Nha Trang sẽ đón khoảng 20.000 lượt khách. Trong đó, ngày 1 và 2 tháng 9 sẽ là những ngày cao điểm, lượng khách du lịch qua bến có thể đạt 7.000 đến 8.000 khách. Trong ngày đầu nghỉ lễ, công tác đón khách tại bến tàu diễn ra an toàn, thuận lợi. Bên cạnh khách nội địa còn có khá đông du khách quốc tế, phần lớn đến từ Hàn Quốc. Tôi đi Nha Trang 4 ngày cùng với bạn bè của mình. Hôm nay tôi đến đây từ sáng để đi tour đảo. Đây là tour khá thú vị, được nhiều người Hàn Quốc giới thiệu. Hy vọng sẽ có những trải nghiệm vui vẻ ở đây. Bên cạnh các tour biển đảo, các điểm tham quan khác cũng ghi nhận khá đông du khách đến tham quan vui chơi trong ngày đầu nghỉ lễ. Điển hình như khu di tích Tháp Bà Ponagar đón 6.000 lượt khách, khu du lịch Trăm Trứng đón 5.000 lượt khách, khu du lịch đảo Hoa Lan và đảo Khỉ cũng đón hơn 1.000 lượt khách. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 được coi như dịp cao điểm cuối cùng của mùa du lịch hè. Bởi vậy, nhiều đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh nỗ lực chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để phục vụ tốt nhất cho du khách. Một số khu du lịch đưa các sản phẩm mới, chương trình đặc biệt vào phục vụ khách trong dịp lễ. Theo đánh giá của nhiều du khách, các loại hình du lịch tại Nha Trang Khánh Hòa trong dịp lễ này khá phong phú, nhiều sự lựa chọn, giá cả các dịch vụ tương đối hợp lý. Phong cảnh và con người ở đây rất thân thiện. Tôi vào đây là sử dụng rất nhiều sản phẩm nhưng mà thấy giá cả ở đây rất hợp lý. Trời ơi, đến với Nha Trang Khánh Hòa thì là rất là tuyệt vời. Khí hậu thì mát mẻ, xong rồi con người thì rất là nhiệt tình này, chu đáo, rồi cách phục vụ khách hàng cũng rất là tuyệt vời. Trong dịp lễ 2 tháng 9 năm nay thì giá dịch vụ tại khu du lịch Trăm Trứng sẽ không thay đổi. Khu du lịch đã hoàn thiện và đưa vào hoạt động để đón khách vào khu tham quan sinh thái gần gũi với thiên nhiên, với những tiểu cảnh thiết kế trang trí như vườn trứng, đại lộ Trăm Trứng, đồi bướm, đồi chim, đặc sắc mới lạ, mang nhiều điểm check-in. Do ảnh hưởng của giá vé máy bay nên lượng khách du lịch ở khu vực phía Bắc đến Nha Trang Khánh Hòa không tăng cao trong dịp lễ năm nay. Tuy nhiên, với việc đường bộ cao tốc thông suốt, thành phố biển ghi nhận lượng khách khá lớn từ các tỉnh thành phía Nam và khu vực miền Trung Tây Nguyên. Hiện nay công suất phòng tại các khách sạn lớn từ 3 đến 5 sao tại thành phố Nha Trang đạt từ 50 đến 60%. Các khu nghỉ dưỡng tại khu vực Bãi Dài, Cam Lâm, Cam Ranh công suất đạt từ 70 đến 80%. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông với nhiều điểm mới. Dự kiến quy chế sẽ chính thức ban hành vào tháng 11 năm nay và áp dụng từ kỳ thi năm 2025. Theo dự thảo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ tổ chức một buổi thi môn ngữ văn, một buổi thi môn toán và một buổi thi bài thi tự chọn gồm hai môn thi trong số các môn vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp, ngoại ngữ. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhằm đánh giá đúng kết quả học tập của người học theo mục tiêu và yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông, lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, do thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 năm 2024 trùng vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nên cơ quan bảo hiểm xã hội đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện từ cuối tháng 8 năm 2024 để người hưởng được nhận chế độ ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ. Trong kỳ chi trả tháng 9 năm 2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân tại 43 bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố. Đối với 20 bảo hiểm xã hội tỉnh còn lại, tiếp tục thực hiện chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng cả hai hình thức qua tài khoản cá nhân và tiền mặt qua hệ thống bưu điện. Nhân kỷ niệm 39 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản về việc triển khai chiến dịch truyền thông nhân dịp Quốc khánh 2 tháng 9 trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương phối hợp hưởng ứng tham gia chiến dịch truyền thông hướng về lá cờ Tổ quốc, hình thức tham gia bằng cách trình chiếu hình ảnh cờ Tổ quốc Việt Nam với kích thước toàn màn hình trên hệ thống màn hình LED tại các tòa nhà, khu trung tâm và màn hình ngoài trời do cơ quan đơn vị địa phương quản lý, thời gian trình chiếu đồng loạt vào khung giờ từ 5 giờ đến 6 giờ ngày 2 tháng 9 và lặp lại vào các khung giờ khác nhau trong ngày. Chiến dịch truyền thông hướng về lá cờ Tổ quốc nhằm lan tỏa tinh thần dân tộc và tình yêu Tổ quốc đến các tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ. Đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới như dịp kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm bị trì hoãn, đến cuối năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tu bổ tôn tạo di tích thành cổ Di Khánh. Đồng thời, tỉnh giao cho Ban Quản lý các dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư triển khai dự án. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, di tích quốc gia thành cổ Di Khánh. Mọi công tác chuẩn bị cho khởi công dự án đang được gấp rút hoàn thành. Thông tin này khiến nhiều người dân sống trong khu vực dự án hết sức phấn khởi. Di tích thành cổ Di Khánh được xây dựng từ năm 1793 trên diện tích 3,5 hectare, chiều dài thành 2.600m, tường thành cao 3,5m. Công trình này là trung tâm chính trị hành chính của tỉnh Khánh Hòa trong hơn 140 năm, từ năm 1802 đến 1945. Năm 1988, thành cổ Di Khánh được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đến nay, thành vẫn còn nguyên giá trị và lịch sử văn hóa kiến trúc. Mặc dù đã được quan tâm, đầu tư tu bổ, phục hồi nhiều lần, nhưng hiện nay thành cổ vẫn chưa kết nối toàn tuyến thành đất. Hào nước quanh thành bị bồi lấp, đường đi dưới chân thành bên trong không có, chưa giải tỏa các hộ dân trong phạm vi khoanh vùng bảo vệ di tích. Nhiều năm qua, tỉnh Khánh Hòa đã có những chỉ đạo quyết liệt để bảo tồn và phát huy giá trị của thành cổ Di Khánh. Thì người dân rất là đồng thuận theo chỗ chính sách của nhà nước. Khi nhà nước thu hồi đất của dân, thì cái điều thứ nhất là bà con rất là quan tâm, tức là đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hành là dự án cho bà con là coi như là yên tâm cuộc sống. Thứ hai là bà con là cái vấn đề là xây dựng nhà ở khi nhà nước thu hồi đất. Cái thứ ba nữa bà con đây là quan tâm về giá đất bây giờ nó là cho bà con nó là áp giá và áp dụng theo giá đất cho nó hợp lý và thốn đáng cho bà con để bà con khi nhận đền bù có ổn định cuộc sống. Dự án có kinh phí thực hiện gần 167 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là hơn 67 tỷ đồng. Để thực hiện dự án, cơ quan chức năng sẽ giải tỏa khoảng 7,5 hectare đất thành cổ, đất cơ quan đoàn thể và đất do các hộ dân đang sử dụng. Ngay sau khi chủ đầu tư dự án bàn giao cột mốc giải phóng mặt bằng, huyện Di Khánh đã mời các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng đến làm việc để phổ biến chủ trương thu hồi đất, đồng thời hoàn thành công tác kiểm kê các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án. Dựa trên cơ sở đó, địa phương tiến hành chi trả tiền đền bù, tổ chức tái định cư cho người dân để sớm có mặt bằng sạch bàn giao cho đơn vị thi công. Cái quy định về bồi thường hỗ trợ về khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh là đang được tỉnh này chỉ ban hành thay thế cái quy định hiện tại. Trên cơ sở đó, khi ban tỉnh ban hành có quy định rồi thì trung tâm sẽ tham mưu cho ủy ban để niêm yết phương án dự kiến và tiến hành theo quy định để tiến hành phê duyệt về mời các hộ dân để thực hiện công tác chi trả. Về khu tái cư thì sẽ bố trí về khu tái cư thành cổ Di Khánh để được đầu tư. Hiện nay thì công tác hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự toán đã được phê duyệt, kế hoạch lựa chọn nhà thầu cũng đã phê duyệt. Dự kiến là chúng tôi sẽ tổ chức đấu thầu trong tháng 8 và khởi công vào cuối tháng 9 năm 2024. Đối với công tác giải phóng mặt bằng thì Ủy ban Nhân huyện Di Khánh đã tổ chức thực hiện cái công tác giải phóng mặt bằng. Hiện nay cơ bản là công tác kiểm kê cũng đã hoàn thành ở 153 trường hợp. Đại diện Ban Quản lý các dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, chủ đầu tư dự án cho biết, theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự án tu bổ tôn tạo di tích thành cổ Di Khánh sẽ có 12 hạng mục. Trong đó có nhiều hạng mục được trùng tu, bảo tồn, nguyên gốc, gồm tuyến thành đất dài 2.500m, đỉnh thành rộng hơn 4m, lối đi lát gạch rộng 2.6m. Bên cạnh đó sẽ có các công trình xây mới như đường chạy sát chân thành, cầu vòm bắc qua hào nước, các tiểu công viên, chỉnh trang cầu tại các cổng thành, nạo vét bùn đất và vệ sinh lòng hào. Các thông tin liên quan đến dự án đều được chủ đầu tư truyền tải đến người dân nắm bắt. Đến nay hầu hết các hộ dân đều đồng tình ủng hộ chủ trương thực hiện dự án tu bổ tôn tạo di tích thành cổ Di Khánh. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo hôm nay và ngày mai, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Hình thế thời tiết này vẫn còn có thể duy trì trong 10 ngày tới. Tiếp theo là dự báo thời tiết cụ thể cho các khu vực trong cả nước trên đất liền ngày hôm nay như sau. Với khu vực phía Tây Bắc Bộ, thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ trong khoảng từ 24 đến 34 độ.
Khu vực Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ trong khoảng từ 24 đến 34 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 cho đến 34 độ. Với khu vực Nam Trung Bộ, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió Đông Bắc, phía Nam gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong khoảng từ 25 đến 34 độ. Với khu vực Tây Nguyên thì thời tiết nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa tập trung vào chiều và tối, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 19 đến 29 độ. Với khu vực Nam Bộ thì thời tiết nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ trong khoảng từ 23 đến 33 độ. Bản tin dự báo thời tiết đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.